Xin chào tất cả mọi người. Những ai đang gặp cái tình trạng là đau dạ dày, đau đại tràng, hành tá tràng, ợ hơi, ợ chua, viêm loét dạ dày, ăn no cũng đau, đói cũng đau, sử dụng luôn cho em cái sản phẩm viên nghệ mật ong của thương hiệu Thảo Mộc 37, cam kết chữa dứt điểm cái tình trạng dạ dày, đại tràng, đau bao tử, ợ hơi, ợ chua và giúp trắng sáng, hồng hào da, tái tạo lại một cái làn da mới, chữa mụn, nám, tàn nhang. Bình thường check mã vạch, giá niêm yết của một hộp như thế này là 350.000 một hộp. Tuy nhiên trong cái video này của em giảm giá từ 350.000 xuống chỉ còn 300.000 một hộp, đồng thời sẽ được tặng kèm thêm 2 gói, mỗi gói 100g là 200g, trị giá là 180.000, nghĩa là mình sở hữu combo này chỉ với giá là 300.000 đồng và miễn phí ship toàn quốc. Đây là sản phẩm viên nghệ mật ong độc quyền duy nhất tại thị trường Việt Nam, do chính công ty dược kết hợp với thương hiệu Thảo Mộc 37 để sản xuất bằng công nghệ khép kín an toàn hiện đại, bóc tách dầu bã nghệ, sơ nghệ và các tạp chất. Những ai đang gặp cái tình trạng đau dạ dày này, đau đại tràng, đau bao tử, ợ hơi, ợ chua và da xấu, da nám, da tàn nhang thì hãy sử dụng luôn cho em cái liệu trình viên nghệ mật ong này nhé. Nếu không hiệu quả, em xin phép là hoàn tiền 100% cho anh chị em mình luôn. Và mỗi đơn hàng đều có cái thẻ bảo hành, thẻ cam kết kèm theo nên anh chị em mình yên tâm tuyệt đối. Nhanh tay để lại số điện thoại trong cái video này của em để lên đơn hàng thành công chương trình khuyến mại mọi người nhé. Xin chào.